Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 7, ông Alexei Bolitschuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai CES thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói rằng mọi tuyên bố của Kiev về việc sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị ngoại giao chỉ là đòn hóa mù, theo hãng thông tấn TASS. Theo ông Bolitschuk, trên thực tế sắc lệnh cấm đàm phán với Nga mà chính quyền Kiev ban hành hiện vẫn còn hiệu lực ở Ukraine. Ông Bolitschuk nói, nếu chính quyền ở Kiev thực sự sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, thì trước hết họ phải hủy bỏ các sắc lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo Nga và đồng ý thỏa thuận các sáng kiến khác ngoài công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Bolitschuk nhấn mạnh, chừng nào lệnh cấm còn hiệu lực và công thức hòa bình còn được thực hiện, thì mọi tuyên bố của Kiev về đàm phán hòa bình chỉ là những lời nói suông và là đòn hóa mù. Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga là nhằm mục đích kiếm được thiện cảm của các quốc gia ở Nam Bán Cầu, lôi kéo các nước này về phía phương Tây và chống Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản hồi về thông tin ông Zelensky muốn Nga dự hội nghị hòa bình Ukraine lần hai. Ông Peskov cho biết, mục tiêu và chương trình nghị sự của một sự kiện như vậy là không rõ ràng. Lưu ý rằng hội nghị hòa bình Ukraine lần 1 diễn ra ở Thụy Sĩ vốn đã không đạt được tiến bộ nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Peskov nhấn mạnh, hội nghị lần 1 mà Nga không được mời hoàn toàn không phải là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova coi hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai là một thất bại, nói rằng gần một nửa số phái đoàn được mời, bao gồm Trung Quốc, đã không có mặt, theo đài RT. Theo bà Sakharova, hội nghị lần 1 vừa qua đã thất bại trong việc thiết lập bối cảnh để các bên đàm phán về một nền hòa bình bền vững. Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên từ phía Nga. Ngày 15 tháng 7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga nên cử đại diện tham gia hội nghị hòa bình Ukraine lần 2 nhằm tìm lối ra cho cuộc xung đột Nga-Ukraine sau hơn 2 năm chiến sự. Theo hãng tin AFP, ông Zelensky nói tại một cuộc họp báo rằng tôi tin rằng các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị hòa bình Ukraine lần 2. Ông Zelensky cũng bày tỏ mong muốn chuẩn bị sẵn sàng tất cả yếu tố của kế hoạch hòa bình vào tháng 11 để Kiev có thể thúc đẩy hội nghị hòa bình Ukraine lần 2. Ukraine cho biết hội nghị tiếp theo sẽ thảo luận về một kế hoạch do hàng chục quốc gia chia thành các nhóm công tác đưa ra. Cũng tại buổi họp báo, ông Zelensky nói rằng Ukraine không bị áp lực phải tham gia đàm phán với Nga và sự hỗ trợ tài chính hoặc quân sự của phương Tây không phải là điều kiện để tổ chức các cuộc đàm phán với Moscow. Tổng thống Ukraine cũng cho biết viện trợ nước ngoài đang cho phép Ukraine cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga, nhưng không mang lại cho nước này đủ lợi thế để chiến thắng. Theo ông Zelensky, 25 khẩu đội phòng không Patriot hoặc tương đương sẽ đủ để bảo vệ toàn bộ Ukraine, nhưng từ chối cho biết có bao nhiêu khẩu đội đã được triển khai đến Ukraine. Về cuộc bầu cử Mỹ, ông Zelensky cho biết ông không quan ngại nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay trong chuyến công du Mỹ gần đây để dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt NATO, ông đã gặp nhiều thống đốc đảng Cộng Hòa và nhận được sự đảm bảo từ họ về việc ủng hộ Kiev. Đáp lại việc ông Zelensky muốn Nga dự hội nghị hòa bình Ukraine lần 2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky nói rằng Nga không nợ ông Zelensky điều gì và sẽ không dự hội nghị. Theo hãng thông tấn TASS, Nga chắc chắn không mắc nợ ông Zelensky và chính quyền của ông, và tôi chắc chắn rằng Nga sẽ không tham gia bất kỳ cái gì gọi là hội nghị nào theo các điều kiện của Kiev và phương Tây. Ông Slutsky cho hay, hôm ngày 11 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine lần 2 vì Kiev đã nhiều lần phớt lờ các đề xuất hòa bình từ Nga. Cùng ngày 11 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẽ chỉ tham dự hội nghị hòa bình Ukraine nếu Moscow hiểu rõ các chương trình nghị sự của cuộc đàm phán. Ông Peskov nhấn mạnh ngay từ đầu, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng việc Ukraine muốn gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được. Đây là mối đe dọa an ninh hàng đầu, thậm chí đe dọa đến sự tồn tại của chúng tôi. Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng với điều kiện phải hiểu rõ nội dung và phương thức đàm phán. Nước NATO thứ hai công khai phản đối Ukraine gia nhập khối. Sau Hungary, một quốc gia thành viên NATO tiếp theo là Slovakia đã công khai phản đối đề xuất gia nhập khối của Ukraine.
Theo đài AT, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Ông Fico, người đang hồi phục sau một vụ ám sát, đã đăng một video ngắn vào ngày 11 tháng 7 như một lời đáp lại dự thảo thông cáo chung cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên NATO, được cho là có đề cập đến con đường không thể đảo ngược của Ukraine trong việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Tôi hiểu mong muốn của Ukraine, nhưng tư cách thành viên NATO sẽ đảm bảo cho Thế chiến thứ ba, Thủ tướng Slovakia nói trong video. Ông nói thêm, mặc dù công bằng mà nói, chúng ta cũng không ở quá xa mục tiêu đó, ngay cả khi Ukraine không là thành viên, nếu nhìn cách một số nền dân chủ tiên tiến đang đổ thêm dầu vào lửa như thế nào. Ông Fico cho biết, các đại diện của Slovakia tại Washington đã được chỉ thị nhấn mạnh hai điều kiện để trở thành thành viên Ukraine. Kiev phải đáp ứng mọi điều kiện do khối đặt ra và mọi quốc gia thành viên đều phải chấp thuận. Tuy nhiên, như tôi đã nói nhiều lần, SME và các nhà lập pháp của nước này tại Quốc hội Slovakia sẽ không đồng ý với việc Ukraine trở thành thành viên NATO, Fico nói, ý chỉ đảng cầm quyền của ông. Năm ngoái, ông Fico đã vận động tranh cử với quan điểm phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO cũng như phản đối hỗ trợ thêm quân sự của Slovakia cho Kiev. Ông đã giành được chiến thắng vang dội. Vào giữa tháng 5 vừa qua, một nhà hoạt động tự do được cho là không hài lòng với chính sách mới của Bratislava đã bắn Thủ tướng Fico nhiều phát, suýt khiến ông thiệt mạng. Vị Thủ tướng đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật và mất nhiều tuần để hồi phục sau vụ ám sát. Ông mới trở lại làm việc vào tuần trước. Hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu với các phóng viên ở Washington rằng tư cách thành viên của Ukraine trong khối rõ ràng là không thể chấp nhận được vì nó sẽ báo trước xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dự kiến sẽ cam kết viện trợ quân sự ít nhất 40 tỷ euro, 43,3 tỷ USD cho Ukraine trong năm tới và tán thành việc nước này hội nhập đầy đủ vào châu Âu, Đại Tây Dương. Nhưng lời mời gia nhập NATO sẽ chỉ được đưa ra khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng, theo một bản dự thảo mà hãng tin Reuters thấy được. Nội dung tương tự đã được sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra năm ngoái ở Libya. Nga, Trung Quốc phản ứng gắt tuyên bố chung thượng đỉnh NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Washington DC, Mỹ ngày 10 tháng 7, lãnh đạo các nước thành viên của khối này ra tuyên bố chung đề cập nhiều vấn đề then chốt. Trong đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine gần như là nội dung được đề cập nhiều nhất. Ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Mỹ hôm 10 tháng 7 cho thấy phương Tây không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh này là một công cụ đối đầu. Theo hãng thông tấn TASS, chúng tôi thấy rằng các đối thủ của chúng tôi ở châu Âu và Mỹ không ủng hộ đối thoại. Xét theo các tài liệu được ký tại hội nghị thượng đỉnh NATO, họ không phải là những người ủng hộ hòa bình, ông Peskov nói. Thêm rằng, NATO là một công cụ để đối đầu, chứ không phải là một công cụ cung cấp an ninh. Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng tuyên bố chung của NATO sẽ đòi hỏi một phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả từ Moscow để kiềm chế khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Peskov cũng cho biết các nhà hoạch định chính sách Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng với NATO, theo đài AT. Theo ông Peskov, công việc về học thuyết hạt nhân đang được tiến hành, những cuộc thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia thực sự đang diễn ra. Ông Peskov nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp răn đe duy nhất mà Nga có thể sử dụng. Về phía Trung Quốc, ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh lên án và phản đối mạnh mẽ tuyên bố chung thượng đỉnh NATO, nói rằng tài liệu này làm gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chứa đầy những nhận xét hiếu chiến mang tâm lý chiến tranh lạnh. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Lâm cũng lên án nội dung về Trung Quốc nêu trong tuyên bố chung chứa đầy thành kiến, bôi nhọ và khiêu khích. Về vấn đề Ukraine, ông Lâm nói rằng việc NATO khẳng định Trung Quốc phải chịu trách nhiệm có động cơ xấu và vô nghĩa, nói thêm rằng quan điểm khách quan và công bằng của Trung Quốc đối với Ukraine cũng như vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Trung Quốc kêu gọi NATO từ bỏ các khái niệm lỗi thời về tâm lý chiến tranh lạnh, đối đầu phe phái và trò chơi có tổng bằng không, sửa chữa những hiểu biết sai lầm về Trung Quốc, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, bôi xấu hình ảnh của Trung Quốc và can thiệp vào quan hệ Trung Quốc, Liên minh châu Âu-EU và không làm xáo trộn châu Á-Thái Bình Dương sau khi làm xáo trộn châu Âu, ông Lâm nhấn mạnh.
Tuyên bố chung thượng đỉnh NATO nói rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của NATO, cũng như lên án các tuyên bố vô trách nhiệm của Nga liên quan vũ khí hạt nhân cũng như động thái Moscow triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tuy nhiên, NATO lưu ý khối này vẫn sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với Moscow để giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn leo thang. Các nước NATO cũng bày tỏ quan ngại về mối quan hệ không giới hạn của Trung Quốc và Nga, tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ quy mô lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow. Theo NATO, Trung Quốc đã chuyển giao các vật liệu lưỡng dụng cho Nga, chẳng hạn như các thành phần vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong sản xuất quân sự. NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ, tập trung 3 chủ đề nóng. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra tại Mỹ, tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm khả năng răn đe và phòng thủ, sự hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO với các đối tác. Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khai mạc ở thủ đô Washington DC, Mỹ hôm 9 tháng 7 giờ địa phương và kéo dài tới ngày 11 tháng 7. Thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi NATO tròn 75 tuổi, vừa chào đón thành viên thứ 32 và tình hình thế giới có nhiều biến động. Trên trang web của mình, NATO cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà liên minh đang đối mặt và nhằm đảm bảo rằng NATO vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức có thể xảy ra. Theo đó, ba chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh NATO lần này là khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO và các đối tác. Về khả năng răn đe và phòng thủ, NATO cho rằng sau một loạt sự kiện gần đây, khối đã triển khai khả năng phòng thủ tập thể lớn chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả đồng minh từ trên bộ, trên biển, trên không, trên không gian mạng và trong vũ trụ. Theo hãng tin Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu trong hơn 3 thập niên qua. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho là sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch này. Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết, các nhà hoạch định quân sự của Liên minh đã xác định các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ Liên minh. Phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. NATO có thể sẽ đặt ra các mục tiêu năng lực đòi hỏi khắt khe hơn cho các đồng minh. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng răn đe của chúng tôi đang và sẽ vẫn mạnh mẽ, vị quan chức này cho biết. Về hỗ trợ Ukraine, phía NATO cho rằng các thành viên tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ ở mức chưa từng có cho Kiev. Theo hãng tin AP, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, các nhà lãnh đạo khối sẽ thông qua kế hoạch mới nhằm phối hợp cung cấp thiết bị cho Ukraine và huấn luyện cho lực lượng này. NATO cũng cho biết tất cả các thành viên liên minh đều đồng ý về việc kết nạp Ukraine làm thành viên và cánh cửa NATO luôn rộng mở cho Ukraine. Dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO khi vẫn đang trong xung đột là điều khó có thể xảy ra. Về việc hợp tác với các đồng minh, trong hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho sẽ tiếp tục thảo luận về quá trình hợp tác với các đối tác chủ chốt, bao gồm các nước châu Âu, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ là nhiệm vụ cấp bách nhất trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Ông Stoltenberg cũng tiết lộ trong hội nghị lần này, các nước NATO sẽ đồng ý một cam kết tài chính cho Ukraine, cũng như mong các nước hỗ trợ quân sự nhanh hơn cho Ukraine và có nhiều hiệp định an ninh song phương hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!